Đâu nhìn thấy gì đâu, em có phòng cái gì đâu, bước ra không thì lỗ bước ra không ạ. Cái đó sao mà lỗ mới thay đồ nữa rồi. Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần công bố kết quả trong đêm thi chung kết một ngày hôm nay. Và đêm thi ngày hôm nay với hai hiện tượng đó là ca sĩ Yến Lan với sự hóa thân của thí sinh Trọng Bích và thí sinh Lê Trường, còn lại là hiện tượng của ca sĩ Hoàng Ngọc Hà với hai thí sinh Trúc Ly và Kiều Trọng. Ngay bây giờ xin mời bước lên trên thí sinh Trọng Bích và thí sinh Lê Trường. Kính thưa quý vị, theo quy định của ban tổ chức thì khi mà hai thí sinh bước chung một hình tượng thì sẽ phải loại một người và chọn cái người tốt hơn. Nhưng mà đi đến vòng này thì các bạn cũng đã nghe tài ngang sức với nhau rồi, ai cũng có rất là nhiều cái sự cố gắng trong cái cuộc của mình. Và với cặp đầu tiên Trọng Bích và Lê Trường, thì xin mời tất cả quý vị cùng một tràng vỗ tay thật lớn chúc mừng cho Trọng Bích bước vào chung kết xếp hạng. Dạ rồi, xin cảm ơn, Lê Trường đã đến với chương trình của chúng ta mùa này. Và kính thưa quý vị, trên sân khấu còn một cặp đấu với hai thí sinh là Trúc Ly và Kim Trọng. Ủa giống hai cha con quá vậy, ơn hoài vậy trời. À Kim Lý Hoàng Ngọc Hà hả? Trời ơi. Trời, sau đây xin mời Kim Trọng sẽ là người công bố kết quả của cặp đôi này. Hồi hộp quá. Dạ có gì cái nhà nghỉ ai hả? Nghỉ ai hả? Trúc Ly hay là Kim Trọng à? Trúc Ly hay là Kim Trọng à? Hai người. Ủa, quả trong cái gì? Dạ, thôi hợp quá. Và quý vị, một phép màu đã xảy ra. Kết quả là hai thí sinh được điểm nhau và hai người đều vào vòng đồng châu. Xin chúc mừng cả hai ạ. Dễ thương quá. Và ngay bây giờ, xin mời người đi. Chưa hả? Chưa hả má? Chúng ta sẽ vui biết được ai là nhất tuần quý vị. Dạ, Trọng Bích, Kim Trọng hay là Trúc Ly sẽ nhất tuần này. Và có một cái chuyến lưu diễn tại cái hát Lương Tương Nam. Và một vé lưu diễn không ngày về sẽ dành cho ai đây ạ? Mọi quá. Thế quý vị mình chặt ai trước tường ạ? Và kính thưa quý vị, ai cũng có tên. Kết quả của ban tổ chức sẽ được chúc mừng thí sinh nhất tuần chung kết 1. Đó là thí sinh Trọng Bích. Dạ dứt tuần ngày hôm nay và sau đó thì chị Trọng Bích sẽ quay trở về và thu dọn hành lý để rời khỏi nhà chung đến với gánh hát Lương Tương Hương Nam. Cái thưa quý vị, và là có một cái thông tin nữa, hôm nay vì cái lý do cá nhân trên nên anh đạo diễn Trúc Ly không đến được chương trình, nhưng mà nếu mà ai được vô chung kết sẽ anh Trúc Ly sẽ tặng cho top 4 chung cuộc, vì hiện tại là top 5 mỗi người một trang nước hoa. Yeah. Wow. Em thấy đó giải thưởng là giải nhất của gương mặt thân quen mùa thứ hai của Thị Trọng Thời sẽ có thêm anh Tiến và khán giả rất là dễ thương, nên chúng tôi quay tặng thêm giải nhất 2 triệu đồng. Wow. Wow. Quá xuất sắc, cảm ơn anh Tuấn Vy và trân trọng cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã ủng hộ đoàn Lương Tương Sài Gòn Công Thời cho đến giờ phút này. Cảm ơn ban giám khảo Trà Ngọc, Xu Xu và Lộ Lộ. Cảm ơn các đơn vị nhà tài trợ, đó chính là trà sữa Simucha 272, các bạn tháng 8 và công ty 137 Massage Food Hàm Nghi Salon. Cảm ơn các công ty, các đơn vị truyền thông đã luôn support, hỗ trợ cho đàn. Và đặc biệt là cảm ơn tất cả quý vị khán giả và cảm ơn ekip toàn bộ của đoàn Lương Tương Sài Gòn Công Thời ạ. Và chị ơi, khoan để thông báo với thí sinh một cái nha. Và cái tên các bạn thí sinh được vào chung kết xếp hạng đó là Kim Trọng, Trọng Bích và Trúc Ly. Vòng chung kết xếp hạng là chúng ta được lựa chọn hình tượng tự do. Kính thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng loại cuối cùng tới đây của đoàn Lương Tương Sài Gòn Công Thời. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn. Trọng Bích kia đi, Trọng Bích thì buồn quá. Trọng Bích ơi, có quẩy cái đây. Rồi quý vị, nhập loại cuối cùng quý vị nha. Ai chưa có vé, một vé, và có vé
rồi thì mến kính tất cả quý vị gặp nhiều may mắn trong đời. Cuối cùng đó, mời tất cả quý vị cùng bắt tay với mọi người nha. Yeah. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?
cho em một cái giấy nha. Quý vị, vòng loại cuối cùng đã có vị trí nào chúng nhà quý vị khoan.